Đây là bản tin tài chính kinh doanh trưa, xin kính chào quý vị. Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với tập đoàn BRG và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phúc lợi, nâng cao lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Thỏa thuận cho phép ba bên khai thác tối đa hiệu quả thế mạnh của nhau trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược toàn diện để có thể cùng nhau mang lại những giá trị tốt nhất cho đoàn viên công đoàn, người lao động, cũng như đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội Việt Nam.